Tức là hôm qua là đi với ông xã hả? Không có, đi với thằng cháu ngoại. Ủa đi cháu ngoại hả? Ủa còn cái ông với hai vợ chồng đâu? Đây đây. À, đâu? Đây, bà nó ngồi đặt ở bông kia. À, còn ông đâu? Ông đâu rồi? Hả? Ông ra ngoài. Ông ra ngoài. Ngoài hả? À. Rồi. Ngày qua giờ xử lý thấy nó dễ chịu lắm. Thấy chưa? Lại đây á, người nào cũng đi ẻo à há rồi đi không nổi hết. Lại đây nhờ thế em, người ta mọi người ta xử lý mình sướng tiếng mồ luôn vậy. Mà mấy người kia cứ chê. Không chịu ba. À, thấy không? Mà bây giờ hiện giờ còn khó chịu gì? Ừ, đau nửa người. Rồi dưới đây nè. Rồi, nhưng mà giơ tay giơ lên coi có gì không? Lên đây cũng biết đây. Thôi làm kỹ luôn ha. À, ngon lành đó. Rồi bây giờ còn khó chịu gì nữa? Ừ. Đúng rồi cứ sau này xong nó về làm y như tôi nói vậy là coi như là sống lâu muôn tuổi rồi. Giờ đâu còn khó chịu gì nữa, chỉ có hơi khó chịu nữa người này thôi gì. À, xuống điện được cái đó sao đâu. Bây giờ chịu khó uống rượu ớt thường xuyên cho tôi đi. Uống được rồi tháng mấy rồi, rồi năm nay yên tâm rồi. Vậy là bà này bây giờ tự nhiên lại đi bệnh nặng, giờ thấy bệnh không có gì hết. Rồi. À, đổ người ra. Mềm cái đầu. Rồi, quay là quen. Đi thì ghế. Rồi, cũng quay thưởng cho bà cái mũ bội tâm linh để biết khi về. Xin chúc chúc. Đấy. Ôi trời ơi. Ở đây thò chân ra thằng bút. Đấy. Thầy bảy nó về, không có nằm chân hết. Bây giờ mình chồm đá đó, dạ. Thì mình chồm cái ở gan ấy, rồi mình phải chồm luôn cái hai cái này. Hai cái này thì ở ngoài nó có cái đồ dớ, dạ. Mua cái đồ dớ mình làm nóng đá, mình bỏ dớ mang vô tối đi ngủ, dạ. Nha, à, thì là nó mới ổn được. Bây giờ bà này quá chịu chơi ha, bấm bá quá im ru hay không? Học của thầy mấy tháng rồi đó, tự bấm ơn. Tự coi lên mạng, tự bấm mình mà một mình lên đó. Tại vì nó đau quá đi không được. Rồi thầy xưa hốt hai thầy dạy là lấy cái banh mà cà đó. À. Cà vô đây nó gớt hoài, đứng vô tường á. Nó gớt hoài, tôi để chứ cái gạch gì, tôi để miếng thảm mà yoga. À. Tôi cứ lăn hoài, bây giờ nó đau. Chứ không hồi giúp đi không được á thầy. Thế giỏi không? Trời ơi. Mà chuyến này đi về đó là hết bệnh là xuống tôn ông làm sư phụ á. Ồ. Oh. Có lý, có lý. Em về là lại 13 năm rồi. Rồi, ngồi dậy đi. Rồi bây giờ đi lại coi nghe nó sướng chưa. 13 năm năm. Rồi đi thử lại coi. Ôi trời ơi. Trời ơi, có bảnh cảnh dễ thương chưa. Trời ơi. Thầy dạ cái chiêu mà ngồi gì nè. Mà xuống đứng lên gì nè. Ôi trời. Mà được 40 cái rồi đó. Ôi quá. Giỏi quá. Thầy biết ông hồi là 37 tuổi, 34 tuổi. Tới 54 tuổi. Lúc đó chăm cứu hết, hết đi lượt luôn. Ừ. Người sao mà đi bạn bè nó chích thua, nó không gì. Chích lễ. Nó chích lễ gì đó. À. Rồi sao đi được. Đi được cái lên Đà Lạt, cái mua đất ở chả. Mua đất chả nó lạnh thời gian nữa. Nó chịu không nổi. Phải đốt than nằm. Cái lên chả lạnh nó chịu không nổi. Đốt than nằm điếc rồi. Nó hết. Người thấy thầy vậy đó, người học theo thầy. Rồi bây giờ trồng đá chưa, mua đá trồng chưa? Mua rồi bây giờ mua 2 cặp rồi ha. Rồi bây giờ là về cứ... Không, mới mua 2 cục thôi. Phải thêm cặp nữa. Thêm cặp nữa. Cặp đó tại sao biết không? Mình mang một cái gan, một cái đôi giới nó đi mang chân.
tối đi ngủ ở đây một cái, đây một cái, yeah. Thì nó là xịn nhất. Rồi, thôi chúc mừng. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi bắt hai cái cho mẹ lên. Rồi về là lạc. Rồi.